Hello các bạn, mình là Tê. Mình đang bị nghẹn mũi, hơi nghẹn mũi xíu tại vì bữa đi chơi về lạnh. Cái xong không, thật ra lúc mình đi chơi về mình không có bị bệnh. Mình về nhà mình mở máy lạnh, mình ngủ lạnh quá. Mình mới bị nghẹt mũi xíu tại vì thời tiết cũng thay đổi. Thì hôm nay xin chào mừng các bạn tới với vlog của B Team. Thì hôm nay tụi mình đi xem Bring the Soul ở Vincom Đồng Khởi quận nhất, thì có mình với bạn Mắm đi nên là hôm nay mình phải quay vlog ngắn ngắn thôi, tại vì tụi mình cũng vô, tụi mình coi xong rồi về, không có chuyện gì xảy ra hết. À, với lại hôm nay là ngày tụi mình live trên B-Team 21 mừng 10.000 subscriber từ hôm bữa lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới bắt đầu, mới gom lại được hai đứa để có thể quay cho mọi người xem live stream trên YouTube channel. Thì hôm nay trời nó không được đẹp cho lắm. Hôm qua trời vẫn còn rất đẹp. Hôm nay mình chuẩn bị đi chơi mà sao ông trời kỳ vậy. Thì đây, bữa mình đi chơi về mình ăn sầu riêng quá trời mấy bạn, nổi mụn nè. Nên mình phải lấy cái đồ mình dán lại. Rồi thì bây giờ mình đang từ nhà mình bây giờ là 8 giờ, mình sẽ coi suốt 10 giờ 45 ở Vincom Đồng Khởi. Mình sẽ đi qua quận nhất. Còn bạn Mắm thì bạn đó cũng sẽ tới Vincom luôn. Thì mình sẽ quay. Tới lúc đó mình sẽ gặp bạn Mắm. Thì bây giờ mình ở nhà mình, Mắm ở nhà Mắm. Giờ này nó còn chưa dậy nữa mấy bạn ơi. Nhà nó gần nên là giờ này nó chưa dậy, còn nhà mình xa. Mình phải đi bằng bus tới đó mấy bạn. Mình đi xe bus tới quận nhất, tại vì hôm nay không có ai ở nhà để đưa mình đi hết. Nhà mình có thể tự thân vận động nên là không có gì ghê gớm hết. Nói chung là mình con gái, nhưng mà nói chung là không biết phải con gái không đó. Rồi thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chỉ là đang trên phòng chưa ăn sáng chưa gì hết thôi, nên là bây giờ mình làm cái intro này để gắn vô video thôi mà. Chào mọi người trước xong rồi mình sẽ bắt đầu quay. Nước mà có Coca Fanta Sprite.
Tên chào cô ca. Bạn có muốn em muốn gì nó mắt lớn nút lớn không? Dạ thôi. Vậy nút của bạn là vậy nha. Ôi dạ. Bắp nhỏ dễ thương gì. Làm gì nhau mình cũng có vé mà ha. Vô. Vô mình coi đi. Mẹ đi ba vô chắc rồi. Trời ơi cái gì vậy. Cảm nghĩ sau khi coi phim. Quá đẹp. Quá đẹp. Bây giờ đi mua trà sữa. Sau đó về nhà. Về nhà live. Đi bận tiện quá các cô vô. Sao tao muốn cài đeo quay nó bận quá. Bận ừ bận lắm. Ê. Không có dù một mình nó là đã đủ rồi mà đó. Không còn có lại nữa. Tính đỡ bận. Ghê quá à.